Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình. Và giờ đây, tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận, chia sẻ về câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu trước dù có bận đến mấy Thì tôi vẫn phải sắp xếp công việc Để về nhà lo cơm nước buổi tối cho gia đình Nhưng gần đây Vợ chồng tôi đi làm về Là đã thấy mẹ chồng nấu cơm canh Dọn lên mâm đâu ra đấy Ngày biết chúng tôi yêu nhau Mẹ chồng tôi khi đó phản đối rất là ác Chỉ vì gia đình nhà tôi quá xa Nhưng trước sự kiên trì của chồng tôi mà bà vẫn phải chấp thuận. Chúng tôi vừa cưới được vài tháng, biết là mẹ chồng tôi khó tính, nhưng chồng tôi bảo dù sao lấy về vẫn phải ở cùng với bố mẹ một thời gian mới được ra ở riêng. Chân ướt chân giáo về nhà chồng. Tôi cũng nghĩ là khoảng thời gian này sẽ cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng tôi. Bởi vậy mà tôi cố gắng chu toàn mọi thứ ngay sau khi đám cưới mẹ chồng bàn giao tất cả mọi việc nhà cho tôi mẹ chồng tôi giám sát chỉ đạo ở công ty nhiều việc và cũng phải làm việc với sếp khó tính đã thấy mệt mỏi về nhà gặp phải mẹ chồng kỹ tính cổ hũ mà nhiều khi tôi cũng phải khùng ra ở riêng lúc này không được mà muốn cãi lời mẹ chồng vùng lên phản kháng lại thì không dám tôi không muốn chồng phải khó xử vì mình nên cố gắng nhẫn nhịn giữa lúc đang không biết phải làm như thế nào mẹ chồng tôi đột ngột lại là người thay đổi trước nếu trước dù có bận đến mấy thì tôi vẫn phải sắp xếp công việc để về nhà lo cơm nước buổi tối cho gia đình nhưng dạo gần đây vợ chồng tôi đi làm về là đã thấy mẹ chồng nấu cơm canh dọn lên mâm cơm đâu ra đấy Bà còn tươi cười dục chúng tôi đi tắm Rồi vào bàn ăn cơm Mà khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc Ăn xong Tôi đi rửa bát Mẹ chồng lại phụ giúp tôi dọn Trước khi đi ngủ Bà dặn sáng ra không phải dậy sớm nấu bữa sáng nữa Mà bà sẽ tự túc Còn vợ chồng tôi có thể đi ăn ở ngoài Những ngày sau đó vẫn thấy mẹ chồng tôi duy trì việc này tôi đi làm về là cơm nước nhà cửa đã tinh tiêm sẵn sàng thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng đã thay đổi bà vui vẻ hòa nhã khác hẳn sự nghiêm khắc ghét tôi ra mặt như ngày trước trước sự thay đổi khác thường của mẹ chồng tôi chồng tôi vô cùng ngạc nhiên tôi cũng không biết lý do vì sao mà bà đã thay đổi như vậy mặc vậy tôi vẫn vui vì giờ mẹ chồng đã không còn ghét mình chồng tôi cũng phải khó xử khi đứng giữa mẹ chồng nặng dâu nữa mọi thứ tưởng là vậy cho tới hôm vừa rồi vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ chơi mới biết được nguồn cơn sự thay đổi bất ngờ của mẹ chồng mẹ tôi đã cho tôi đọc những dòng tin nhắn mà mẹ chồng tôi nói chuyện hóa ra Chính mẹ chồng đã nhắn tin cho mẹ đẻ tôi Để kể tội sự vụng về ẩu đoạn của tôi thế nào Bà bảo tôi về làm dâu nửa năm rồi Mà vẫn chưa làm việc gì xa hồn Bất ngờ hơn Chính là lời đối đáp của mẹ tôi Và mẹ tôi đã nhắn lại mẹ chồng tôi Xin lỗi chị Vì nhà tôi dạy con gái chưa được tốt Đó cũng là bởi vì nhà tôi không thiếu tiền ngày nhỏ cứ để con học hành kết hôn sinh con sẽ thuê người giúp việc sau này đất đai và tiền tiết kiệm của chúng tôi cũng để cho vợ chồng nó chứ chẳng còn ai khác mà cho đọc dòng tin nhắn của mẹ tôi như vậy mà tôi sốc tôi biết là mẹ tôi đang nói dối vì ngoài chút lương hưu thì ông bà làm gì có tiền tiết kiệm hay đất đai gì mà nói vậy nhưng đúng là sau những lời nói đó thái độ của mẹ chồng với tôi đã khác tôi lo lắng trước sự việc sau này mẹ chồng tôi biết được mọi chuyện trở về nhà tiếp tục nhận được sự yêu ái của mẹ chồng mà tôi cũng hoang mang tôi không ngờ việc nói dối của mẹ tôi lại tác động lớn đến mẹ chồng tôi tới vậy với tính của mẹ chồng tôi tôi rất lo sự việc sẽ vỡ lỡ tôi có nên nói rõ với bà luôn từ bây giờ để sau này khỏi bị oán tách hay là cứ để bà hiểu như vậy. Vâng. Thưa quý vị, một câu chuyện cũng nói về mẹ chồng nàng dâu, mong rằng quý vị hãy đưa ra một lời khuyên cho cô ta. Và sau đây kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chị dâu và anh trai khoe có trong tay hơn 100 tỷ đồng. Nghe xong tôi cười mỉa mai nói một câu khiến hai người đỏ mặt đây 2 năm. Khi đó chúng tôi chuẩn bị xây nhà, mẹ báo tin với vợ chồng anh cả là sẽ cho xây hết đất của gia đình, sau này ông bà sẽ sống chung với vợ chồng chúng tôi. Lúc đầu anh trai cũng đồng ý, nhưng sau đó chị dâu gọi điện nói với mẹ tôi, nếu bố mẹ mà cho chú thím ấy xây hết đất thì sau này chúng con về chơi vài chục phút rồi đến nhà ngoại ở. Nghe thế Bố mẹ tôi sợ quá Vội vàng chia ba mảnh đất Một phần cho bố mẹ Anh em tôi mỗi người một phần Nhà tôi lúc đầu thiết kế nhà mái thái To đẹp sang trọng Chỉ vì lời nói dỗi hờn của chị sâu Mà chúng tôi phải xây nhà ống Sau vụ đó tôi tức lắm Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để trong lòng Tính chị dâu vốn tham lam Bây giờ vợ chồng tôi cũng như thế Thì anh em sẽ tự mặt nhau mất thương bố mẹ Nên chúng tôi im lặng cho không khí gia đình vui vẻ Tuần vừa rồi Gia đình anh cả về chơi Cả nhà đi chiếc xe sang trọng lắm Nghe nói vài tỷ đồng Họ hàng đến chơi ai cũng khen anh chị giàu có Làm ăn giỏi sang Trong bữa cơm gia đình Chị dâu còn khoe vợ chồng chị ấy hiện đang có 100 tỷ đồng trong ngân hàng Và nhiều mảnh đất giá trị nữa Tôi vừa uống rượu vừa cười mỉa mai Anh chị lắm tiền, lắm đất Không cho bố mẹ với em trai được chút Thế mà có mảnh đất 200 mét vuông của gia đình Cũng phải dành cho bằng được Nhìn anh chị đỏ mặt mà tôi hả hê Bởi tất cả những điều tôi nói đều là đúng Như biết được lỗi Nên anh cả nói mấy ngày nữa Bố mẹ sang tên toàn bộ sổ đỏ cho chúng tôi đứng tên Anh chị sẽ không tranh giành chút xíu đất đó nữa thế nhưng chị dâu không nghe nói là tiền khó khăn lắm mới kiếm được còn đất là tất đất tất vàng không thể cho người khác dễ dàng được chị dâu nói là anh tôi là im bặt không dám lên tiếng người ta nói chẳng sai nghe vợ mất hết anh em tôi thật sự thất vọng về anh trai của mình vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc mong rằng quý vị lắng nghe bình luận chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo